Ok chị đi, bây giờ mẹ mở này ra cho chay nha. Dạ. Con cảm ơn mẹ chưa? Dạ nè. Mà con cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Rồi chào cô chú chưa? Chào chú. Hello cô chú a kiss. Rồi giỏi. Hỏi cô chú có khỏe không? Khỏe. À, cô chú biết chay mẹ mua cho chay gì không? Tăng 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 tăng. Mẹ mở cho từ từ. Khỏe gì? Mẹ mua cho chay ABC. Wow. Wow. Để cho cô chú coi coi. Cái này là cái gì không biết nữa. Daddy gonna help to set it up chị đi. Để cho ba giúp nha. Lột cái này ra hả? Rồi ở trong đây là có mấy cái hộp gì nè. ABC. Hộp gì ABC? Wow, mấy cái này làm gì ta? Rồi mấy cái này đi làm gì ta? Nó kêu á. Ồ, có hình luôn đó nữa. Chiếc cô mẹ. Play mat hả? Đây nè. Con chơi trong này hay gì nè? Ồ, ở trong đây có cái này nè. Mấy chiếc cô. Baby, can you help us set this up? Yeah, what do you mean that right now? ABC. Đây nè. Oh. Oh, so we gotta get an iPad for this. Chơi đi. Wow, chơi làm gì ta? Baby. Wow, Daddy gonna be playing. Some games to make her smart. Cái này là gọi là cái education game. She's already too smart. She's a smarty butt. Cái này là mẹ đi chơi mày chết liền luôn á. Chết liền. Chơi chơi đi. Mẹ là chịu rồi, bó tay chấm cơm chấm bia. Mẹ mở con nè. Mẹ mở con hả? Mẹ xí cơ. À, mở gì đây đó? Mở sticker. Mở cái gì? Wow, cái đó con này, cái này gì đây? Mở chơi. À, cái này là con xếp lại thành cái hình này đây nè. Cái này là con xếp lại thành cái hình nè. Mở đó. Mở xếp đi. Rồi, xếp đi. Đó, xếp đi. Ai xếp kìa, xếp. Nè, đây. Đây mày chỉ chơi xếp nha, cái này là xếp lại thành cái hình nè. Cái này là được cái này nằm ở dưới này nè. Nè. Xếp mẹ. Chơi sao chơi lì quá đấy, để em phụ đây nè. Một. Đó. Hai. Ba ba nhúng sáu vậy. Đâu, mắt đâu, mắt đâu? Mắt nè. Hả, mắt của chay á, chỉ mẹ coi mắt đâu? Mắt nè. Mắt đâu, mắt đó đó hả? Con mắt của chay đâu? Hai. Hai hả, đúng rồi, hai. Mà gửi cái chân mày chay đâu, chỉ mẹ coi chân. Wow, yeah. Yeah, cái chân mày chay đâu? Chân mày chay. Chân mày chay đâu? Chân mày chay nè. Hai. Chân mày chay nè. Cái mũi dễ thương của chay đâu? Cái mũi sẹp của chay đâu? Wow, chay đang làm cái gì á? Học chào bức. Học chào bức. Chay đang làm cái gì chay? Đổ. Đổ hả? Một. Hai. Đúng rồi. Hết rồi hả? Hả? Hết rồi, có 3 cái rồi con. Có 3 cái rồi. 1. 2 mắt. 2 mắt. 3 mắt. 3 mắt. Đúng rồi. 4, đúng rồi.
Màu đó màu gì? Daddy smile, daddy. Yeah, you here. Daddy, mommy, mommy, can you help you here? Bubble, pino, bubble, you know where are you? Dạ, ta. Bà, bà, đại bubble, bubble, pino, where are you? Hey, yeah. Baby, yeah, baby, where are you? Dữ rồi ta. Here. Này gì đây? Màu này màu gì đây? Nó mẹ, nó bubble. Blue. Màu này màu gì? Purple. Purple, đúng rồi. Màu này màu gì đây? Pink. Pink, đúng rồi. Màu này màu gì đây? Orange. Orange. Yeah, yeah, yeah. Listen, listen. Orange. 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 Không phải orange, say orange. Orange. Màu nào gì đây? Green. Hả? Green. 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 Đừng có cắn, cắn hư. Mẹ, mà chay có thích đồ chơi đó không? Thích rồi. Dạ thích mẹ. Thích rồi. Mà có con mắt chay đâu, chỉ mẹ con mắt đâu. Mũi đâu? Mũi xẹp đâu, mũi xẹp đâu? Ê, hồi nãy mày chạy, hồi nãy mày dẫn con đi đâu? Nãy mày dẫn con đi, vô cái chỗ bán son môi phải không? Con có thích không? Con thích son môi. Con thích son môi hả? Con thích son môi, con thích làm gì nữa? Bỏ vô. Chúc mẹ. Ừ, không có gì đâu con, giỏi quá. Lịch sự quá. Giờ mà cho cái gì là tự động thanh kiều mẹ, cảm ơn mẹ liền à, không có cần phải nhắc nhở cái gì, con người gì lịch sự dữ không biết. Lịch sự đó ta nói có thừa là có thiệt luôn á. Chay, ba đầu chay. Ba nữa rồi. Bảy ạ. Ba gì vậy rồi? Ba đâu? Ba gì rồi? Ba đi làm kiếm tiền gì? Sữa chay. Đúng rồi. Còn mẹ thì sao? Mẹ có làm ăn gì không chay? Mẹ đi mua phẹt á. Mua phẹt dữ rồi. Mua phẹt phá rồi. Hồi nãy mày chở chơi đi đâu? Bước thơ phá. Hồi nãy mày chở chơi đi đâu? Ở Úc. Hồi sáng này mày chở chơi đi đâu? Ở Úc bì chơi. Không phải, biết rồi. Hồi nãy mày có chở chơi đi mua phẹt không? Okay. Đúng rồi, chơi có thấy nguyên cái tượng Phật bự không? Rồi nãy mẹ có chở chị đi mall không? Chị đi mall chị thấy người ta bán đồ quá trời không? Rồi nãy mẹ chở chị đâu nữa? Nãy mẹ chở chị đi ăn sáng nè. Sáng này là chị ăn phở nè. Phải không? Ăn phở. Đúng rồi. Rồi chị ăn bò viên nè. Viên. Ờ đúng rồi, bây giờ đây nè. Con chó sói nó hú làm sao? Mẹ. Đây nè, con chó sói nó hú làm sao? Bây giờ con nói cho cô chú nghe nè, con gà nó gáy sao? Con gà nó gáy. Biết rồi mà con gà gáy làm sao? Chay, con gà gáy làm sao chay? Con gà nó gáy làm sao? Con gà gáy làm sao? Thích quá. Thôi xạo quá. Con mèo nó kêu, con mèo kêu làm sao? Con chó nó sủa làm sao? Con chó đúng rồi. Rồi con gà nó gáy làm sao? Em mẹ ABC. Mà con gà gáy làm sao? Chơi ba ABC. Rồi ABC mà con gà gáy làm sao? Chơi ba ABC vô ba. Con chay dễ xạo rồi. Con chó sói nó hú làm sao? Con gà gáy làm sao? Ông ấy là ABC. Con gà gáy sao nó không nói ta? Nhưng mà con gà gáy làm sao? Bảy ạ. Đúng rồi. Con mèo kêu sao? Mèo. 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 Con chó sủa sao? Mèo.
Con chó sủa sao? Mà biến cho rồi bé gì? Cái gì? Biến cho rồi. Bây giờ oxy switch làm sao? Biến cho rồi. Bát thì sao lưng chay kì, nhưng mà oxy switch làm sao? Biến cho rồi. Oxy switch. Biến cho rồi nè, biến cho rồi. Cái gì? Biến cho rồi. Mất cái gì mất tiêu? Mất tiêu rồi. Mà cái gì mất tiêu mới được? Bát kim tiêu rồi. Oxy switch. Hát coi. Hát rồi, hát bài đó cho cô chú nghe coi. Hát rồi. Oh she's. Mở con nè. Mẹ mở con à? Con cất cái này vô đi rồi mẹ mở. Cái hộp này đâu? Bỏ cất vô đi rồi mẹ mở cái này. Bỏ mấy cái đồ này vô đi trước đi rồi mẹ mở cho. Rồi, giỏi. Đúng rồi. Mình chơi xong cái nào mình phải cất cái đó xong rồi mẹ mới mở cái khác cho chay nha. Dạ mẹ đi con. Cất gọn gàng vô cái mình ráng chơi, mình giữ đồ chơi đi để mình còn đồ để chơi nha, mẹ mua mất tiền lắm luôn á. Con mà làm mất là mẹ không có tiền mua lại cho chay đâu á nha, chay chơi đồ chơi chay phải ráng giữ gìn nha chưa. Dạ mẹ đi con. Dạ mẹ đi. Rồi đủ chưa? Còn đây nè, đây nè, đủ đây nè. Còn đây nè, nhiều lắm nè. Ok, chim, cái chim ma, 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 đúng rồi. Rồi cái nắp đây nè, cái nắp đây nè. Rồi giờ đậy nắp lại. Nắp lại. Ừ. Đậy đường kia, đậy đường này nè. Đó. Hả? Mẹ đuổi đi. Hả? Rồi đây mở, đây mẹ mở kia ra cho để dẹp mẹ quăng bên. Rồi, con nói mẹ ơi. Mở mẹ ơi. Mở giùm con. Mở giùm con. Please. Please. Rồi. Đó, con biết cái này là gì không chay? Là ghép hình đó chay. Ghép mẹ. Đây là đôi giày. Giày. Boots. Say it. Boots. Boots. Kiến mẹ. Kiến. À cái gì này? Kiến. À cái kiến, cái kiến, cái kiến. À ai lấp kỳ đâu, lấp kỳ đâu? Nè nè. Nè nè hả? Đâu có coi. Wow. Lucky. Mau mau phè mau. Mouth out, đây mẹ coi. Mẹ. À cái miệng mouth. Mẹ mới dài vô. Mẹ mới dài vô hả? Đâu dài coi. Ồ, cái này là dài ba tin. Ba chữ. Cái đó là dài ba tin. Uống cà phê. Uống cà phê hả? Uống cà phê. Ồ, cà phê đâu, uống cà phê đâu. À, đúng rồi, uống cà phê. Đúng rồi, giỏi. Cà phê mẹ, cà phê. Wow, chay giỏi quá, chay biết uống cà phê luôn. Chà, mẹ cho chú chai sữa. Đâu? Nấu chai sữa. Đây mẹ coi coi. Nấu chai sữa không? Nấu gì không hiểu, nấu gì chay. Wow. 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 News. Gì cơ? Nêu mẹ, nêu số, nêu. Cái gì? Nêu. À nail. Con nói đi, con nói. Xích vô em. Xích vô em khi em ngồi xích vô á. Em kìa. Cô cứ lại cho con mà đi ra. Mang chung đi à. Ừ. Đắp đi à. Bắt chắc à. Ăn cái này. Ừ. Uống cho vết vô tài. Nói không biết nói gì luôn.